Ngày hôm nay thì Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình vừa có chỉ đạo các ngân hàng chỉ được phép mở chi nhánh phòng giao dịch mới khi nào mà nợ xấu toàn hệ thống về dưới 3%. Để tận dụng các chi nhánh sẵn có và tối ưu hóa lợi ích khách hàng, mới đây thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn đã ký kết hợp tác thu hộ tiền mặt. Nhằm tạo thêm các kênh chuyển tiền ngoài hệ thống giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng, TB Bank đã ký kết với SCB hợp đồng hợp tác triển khai dịch vụ thu hộ tiền mặt tại các điểm giao dịch trên cả nước của SCB. Mô hình hợp tác được xây dựng trên nền tảng quy mô hoạt động rộng khắp của SCB, nguồn nhân lực chất lượng và tiềm lực phát triển kinh doanh của hai bên. Thông qua việc hợp tác này, khách hàng của TB Bank có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào trên cả nước của SCB để nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản người thụ hưởng tại TB Bank. Khách hàng có thể là giao dịch chuyển khoản hoặc tiền mặt tại tất cả các điểm giao dịch của Ngân hàng Tiên Phong cũng như của Ngân hàng Sài Gòn. Và như vậy là cái diện tiếp cận và số lượng các cái địa điểm mà khách hàng người ta có thể thực hiện các cái dịch vụ ngân hàng là nhiều hơn. Và rõ ràng đấy là một cái lợi ích rất là lớn mà khách hàng có thể thực hiện. Và chưa kể rằng là chúng tôi cũng có một cái thỏa thuận để tạo cái lợi ích cho khách hàng, tức là khách hàng mà giao dịch với Ngân hàng Cổ phần Sài Gòn cũng như là với Ngân hàng Tiên Phong với cái mức phí là giống hệt nhau. Và thậm chí là chúng tôi còn có thể là giảm cho khách hàng 50% cái mức phí. Về phía SCB, ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB cho biết, giữa lúc Ngân hàng Nhà nước đang hạn chế hoạt động mở thêm chi nhánh phòng giao dịch mới, thì việc các ngân hàng hợp tác với nhau là một xu hướng tất yếu. Những cái địa điểm nào mà chi nhánh của SCB có nhưng mà Tiên Phong không có thì chúng tôi sẽ thực hiện thu chi hộ với một cái mức ưu đãi cho khách hàng của Tiên Phong khi thực hiện các giao dịch thu chi hộ tại SCB. Và ngược lại, những cái nơi nào mà SCB không có mà Tiên Phong có thì khách hàng của SCB cũng sẽ hưởng được cái quyền lợi tương tự như khách hàng của Tiên Phong tại SCB. Thì cái điều này nó sẽ giúp cho tiết kiệm chi phí rất là nhiều. Đặc biệt là trong cái bối cảnh là Ngân hàng Nhà nước hạn chế việc mở rộng các mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch. Thế thì cái việc mà các ngân hàng phải sử dụng hoặc là khai thác mạng lưới của nhau để đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng là một cái yêu cầu tất yếu. Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TB Bank cho biết đây mới chỉ là hợp tác bước đầu. Thời gian tới sẽ còn nhiều hợp tác nữa giữa TB Bank và SCB trên cơ sở tận dụng thế mạnh của hai bên nhằm tối đa hóa lợi ích của khách hàng.